25 phút. Sáng chưa? Được không? Được. Ngoài bà đi bà trắng quá không thấy cái. Nó chừng mấy giờ mới tối không? Hơi tối chưa mới tối. Được chưa? Mắt ngựa chứ thế anh mới được mặt đúng không? Không. Cục mắm trộn phải ăn nghe chứ. Dạ. Dạ. Kêu bác vô giường nằm đi chị. Đoạn này hay. Rồi một chị kia đi ra rồi. Đi ra tính lâu quá. Chị bán rửa mặt cho em xong rồi xí
qua làm nhé chị. Vẽ quá tay má rồi. Bữa nay mạc lại rồi đó anh. Cổ lâu rồi mới đi lại đúng không chị? Lâu rồi đó mới đi lại đó. Cái tay chị cũng bị vẹo ha. Lúc nãy bả em phát đau quá.